Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho tất cả những quý vị và các bạn cách làm nên một chiếc loa full đôi mà trong đó là có một đường súp. Như vậy thì anh em biết, như vậy thì mình sẽ có một cái bát, một cái loa ấy, thì hai bát, một tép, thì trong đó là có một đường súp rồi thì mình không cần phải làm thêm súp rời nữa. Nó một trong những cái rất hay để mình tiết kiệm được không gian diện tích, nếu như nhà bác nào mà không có nhiều diện tích. Trong clip ngày hôm nay này, em hướng dẫn là làm đồ là hai bát 30, một tép kèn 450. Như vậy thì anh em phải chuẩn bị cho em là mua đồ thì anh em vẫn phải là một đôi, hai cái bát súp và hai cái bát như này, hai cái bát neo và hai cái tép neo và hai cái phân tần full đôi bình thường, không khác gì cả. Nhưng đây là do em làm hướng dẫn em thì bỏ mỗi thứ một cái thì nó không có chỗ để kê. Trong clip này thì em dùng neo BMC 30 côn 76 gân vải tẩm dầu. Những chiếc bát neo như này thì cho lời ca nó rất là sáng, ca nó sáng. Và đây em dùng bát súp của JBL, bát súp JBL 30. Con này là từ nó là từ 170 côn 75. Dòng gân mút cứng, chống đánh rất là ấn tượng. Và phân tần thì em dùng phân tần full đôi H886. Và em hàn dây sẵn rồi. Và một chiếc tép Neby 450 của JBL. Tép cực kỳ đình đám mà hay. Để chuẩn bị cái này thì anh em vẫn phải chuẩn bị thêm cho em một con tụ nữa nhá. Một con tụ phân cực 1000 UF. Và anh em lưu ý, nếu như làm combo này lên thì cái đẩy của nhà anh em một kênh là nó phải tầm 800W một kênh thì đánh nó mới thoải mái được cho cái bát súp này, và không dùng âm ly trong trường hợp này. Đó là em khuyên các bác khi làm theo Huấn Audio, anh em phải có những cái chưa có kinh nghiệm, thì em đã có kinh nghiệm rồi nên khuyên các bác, nhiều bác cứ hỏi làm âm ly được không thì khẳng định luôn là không làm được nhé, nó cháy âm ly. Đây bây giờ em sẽ làm đấu này vào bình thường thôi, em ngửa nó lên này, đấu vào đã nhé. Đường input này thì ra đấu sau này, đường bát 1 này, đấu đỏ đen này. Đó. Đường tép đây. Và đường bát 2 đây, em đấu vào cái bát neo BMC. Bây giờ em đang ngửa lên và em mời các bác nghe trước khi đấu qua đã nhé, chưa đấu qua trầm đã nhé. Không tí em lại bỏ mình thằng này em đấu thôi, tí thì bỏ mình ấy xong. Đấu thằng input vào này. Nhiều anh em thắc mắc hỏi cái vấn đề này lắm, vì anh em muốn ghép một cái bát súp vào trong một cái thùng thôi thì cho nó tiện. Mà em nghĩ này cũng rất là hay, vì cái bát súp này nó sẽ hỗ trợ lời cho hỗ trợ trống. Cái bát súp này hỗ trợ trống cho cái bát này, bát này trống nó rất là đuối. Mời các bác nghe thử một chút nữa nha. ra thì cái thằng máy quay nó dọi vào thằng tép này, có thể nó bị xé tiếng tép nhé, anh em thông cảm. Còn nghe thực tế sẽ khác, nó sẽ hay rất nhiều, do thằng máy quay nó dọi trực tiếp vào thằng tép này, thu âm nó không bị xé tiếng, bị xé tiếng. Và bây giờ em sẽ mắc thêm cái con tụ 1000 UF vào đây để cho anh em mình nghe. Anh em gác cái chiều dương vào bên dương theo âm ni này. Đấy, nó vào nha, và em sẽ bật một đoạn nhạc. Và tí em thì đây chắc riêng thằng bác không thôi. Sẽ tháo tất hệ thống tép với cả bát phun ra, em để nguyên bát trầm thôi. Tháo bút ra này. Vì về xong nghe anh em nghe mà xong thì cũng không cảm nhận được, vì nó máy quay, nhưng cả hơn nữa là nó có tiếng tép nhiều quá, nó bị chưa nghe rõ hết được. Bây giờ em sẽ bỏ thằng tụ ra nhá, tháo một dây ra được này. Ghép nốt thằng này vào này nhá, nốt thằng này. Vì em cũng đang mở nhỏ nên nó có thể là máy quay nó không thu hết được tiếng trống của cái bát này. Như vậy anh em đã thấy cái giải tần cao đã được cắt bớt đi rất nhiều để cho tiếng súp nó nhiều hơn. Anh em lưu ý nhé, là nó không cắt được hết đâu, vì với một con này thì bảo cắt tuyệt đối được hết giải súp đi thì giải lời đi thì không có đâu, và nó bớt đi thôi để cho mình lấy thiên về súp. Và trong clip này thì em những đồ đây thì bên em đều có hàng hết anh em nhé. Anh em muốn cấu hình như thế này hoặc cấu hình tương tự bên em đều có hàng. Như bát súp bên em bán là 900.000 đồng một đôi. Bát súp súp này 900.000 đồng. À quên, xin lỗi. Cái bát súp là 900.000 đồng một cái. Và bát neo là 2.400.000 một đôi, nghe là 1.200.000 một cái, bán đôi hết nhá. Cái súp mỗi bát súp bán cái thôi, còn bát neo là bán đôi. Chép neo cũng bán đôi, chép neo 1.500.000 một đôi, bao ship. Và phân tần là 750 một đôi bao ship. Và em sẽ dừng cái bài hướng dẫn ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video này. Quý vị các bạn thấy video nó hay, nó có ích, anh em hãy cho xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển hơn nữa. Và khi các bạn đăng ký kênh thì các bác cũng nhận được những cái video em tải lên hàng ngày. Và xin chào các bác.